Đâu đây trước hả? Không vô trong kia sao? Không, trong kia đâu. Hả? Đâu đây đi, đâu đây sáng vô đi. Đây là phôn nát cho tàu bay vậy thôi. Đây là cây nhãn lồng. À, nhãn lồng này thì đem về luộc ăn rất là ngon. Chiều nay mà câu có cá thì sẵn đây bẻ đem về luộc luôn. Rất là nhiều đọt non ha. Đó, nhãn lồng. Bắn được mấy con rồi? Ba con rồi đó mày. Ba con hả? Ghê vậy? Ui, cái đồng nè. Ba con nhỏ nhỏ không? Cái điền nhỏ không hả? Dạ. Điền này sâu không? Không, cả nhà rồi. Thôi đừng không. À, hai em này mới đi săn được hai chú chim nha. Săn bằng cái nặng thùng. Đạn thì những cục, những cái viên đá, viên sỏi. Đây được ba con rồi. À, chim rất nhỏ mà bắn trúng được là rất là hay ha. Lợi hại thiệt chứ. Đúng là xạ thủ ha. Ba con luôn. Dữ dội thiệt. À, ba con chim luôn. Vô đó cậu ơi, chú nhóc cá bự luôn. Trong nào? Quỳ khọc trong đó đó. Vậy đó hả? Dạ. À, chú vô. Bự không con? Bự, nãy nó ăn còn một trùng không mà. Vậy đó hả? Trùng có luôn. Có luôn. Ừ, chuẩn bị trùng luôn mà. Ồ, ồ. Chưa mới cái thả câu à. Bắt đi, bắt đi. Một anh cá trâu. Cười giống bê đê quá ông ơi. kêu tò nó tò ơi, giật quá giật cả tò ơi. Bữa nay đem cái sọt giật khối quá vậy ta. Này luôn hả? Hai thiện xạ đang đi săn chim. Nó mà chịu ăn nhanh lắm cái rồi. Dính rồi, lần này tiêu rồi. Tiền tay phát lấy cái rô đồng. Ây trời, bắn được chim gì bự vậy? Ồ hả, bắn được luôn đó hả? Trời ơi, lợi hại vậy? Tụ hú
Con gì con này con gì? Thích khách. Thích khách hả? Thích khách. Ồ đẹp chứ trời. Không chết hả con? Trời chết chảy. Ủa? Chảy máu mỏ nó hả? Dạ. Ủa đâu phải. Cái trời chú mượn. Ý nó cắn không? Không con cầm cái này lại. Ồ đã. Cái mỏ nó cắn không? Không. Nó mỏ quá. Ê, ê, ê. Nó bay không à. Ê con cầm chắc nha. Ồ đã trời. Ồ đẹp quá ha. Oh, đúng là thiện xạ thì chết. Đã xuống trên cao và bắn trúng rớt cũng hay à. Ồ oh, quá đã. Ồ oh, đẹp nha, con này đẹp nha. Đúng là thiện xạ, đây là hai tay thiện xạ đây. Ở nhà bắn chết này hoài luôn. Vậy đó hả? Ồ oh, êm ha. Nãy xíu bắn chết con nữa đó. Con thứ này á hả? Rồi mà nó... Bắn trúng mà nó mạnh quá, nó bay phải không? Dạ. Con này con cho mày mỏ chắc rơi xuống rồi. Cái này bắt bắn chúng nó mỏ nó nên nó xiển niễn nè, nó choáng á. Đủ qua làm hết hồn trời. Đủ mỏ thiệt trời. Mỏ đó, mỏ nha. Sao nó mỏ tay mình trời. Cầm dây xuống mỏ. Đã ha. Nhìn con mắt nó kìa. Cái mắt nó đỏ đã ha, cái viền mắt đó ha. Ê Phát con này yên con dẹt con Phát nãy hay mình thấy dẹt bển nhóc chân Phát. Không, cái này nếu không chết nuôi nó đã nè. Ủa? Con mắt nó đỏ. Cái mắt nó vậy đó. Nó đâu chết đâu. Chết không? Sao nó chảy máu mỏ vậy? Con bắn nhà bỏ nó. Ừ. Đuôi nó đẹp quá ha, đuôi nó dài ha. Rồi tới địa điểm câu nha các bạn. Hồ rất là bự. Hồ cá tự nhiên. Ủa sao cá nó có luôn hả? Không có gì. Có. Vậy ta về đây ăn nước suối nè. Con súng đó đi bẻ đi rồi ghé kia kiếm trái giác nữa bẻ luôn rồi có mấy con cá rô câu được đem về nấu chua rồi. Tất cả đều nguyên liệu đều từ thiên nhiên. Cá rô đồng, nấu canh bông súng, trái giác. Giờ này chắc nó làm biến nhau rồi.